rung lên mang mặt mưa xuyên nát lòng ta. Trái tim rồng lớn thâu nhân gian trong đôi mắt sầu lo, chỉ muốn bên em lúc này mặc nắng gió mưa bay. Ha ha, nhân ai đừng xa. Ha ha, nhìn từng chiếc lá úa phai màu từng rơi ngoài hiên. Ha ha ha, ha mình ta với ta thôi mà tâm thân này chưa đớn đau liễu lia. Em ơi anh làm gì sai sao em nỡ băng câu dừng lại, anh thương em thật lòng đấy sao em nỡ thương người thứ hai. Tình mình nay chết nay hóa thành cho tàn, đớn đau này anh gây hạnh phúc còn là của em. Thuyền mãi xa khơi đi về nơi con sóng vô hình.
dừng một hướng vạn lý. Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với nhạc cụ Đăng Trung, TDT Vlog. Thì khi nãy hai anh em vừa review, vừa hát một lên khúc, một mắt xúc của nhạc trẻ trên cây S910 huyền thoại nha các bạn nha. Bây giờ em sẽ review cây này chi tiết cụ thể cho các bạn. Đấy, không phải cứ phải là đàn ít tiền, đàn rẻ là không hay đâu. Rất là hay, quan trọng là mình cần biết sử dụng thôi. Đấy, bây giờ em sẽ review cụ thể chi tiết cho các bạn xem. Các bạn đừng quên like và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của mình. Đây là cái S910 đó, trước mặt các bạn. Theo thời gian thì tất nhiên là nó phải có sự, mình không che giấu gì nha, có sao thì nói vậy các bạn, được chưa? Nhưng mà còn hiện tại nó chỉ có những cái lỗi đó, với những cái chỗ này thì nó mòn chứ không, mặt trên còn rất là ok đó. Đấy, anh em đang xem cây 910 điệu tiếng rất là đầy đủ cho các bạn nhá. Không đến mức độ cái cây đàn là gì bên vẻ bên ngoài, không đến mức độ quá tệ đâu. Đấy, các bạn nhìn qua cái hình ảnh video có thể cũng biết, cũng nhìn sơ qua rất còn rất đẹp nhá, không đến mức độ, được chưa? Đấy, anh em nào mua cây đàn này liên hệ mình trực tiếp qua số điện thoại trên video, thì mình sẽ có khuyến mại trong cái đợt dịch cho các bạn nhá. Đó, thì tất nhiên là dữ liệu đàn chân da, dữ liệu bao da chân đàn đầy đủ hết nhá. Đấy, và khuyến mại tặng thêm cho anh em 1 tháng học online. Ok chưa ạ? Đấy, 1 tháng online học cơ bản và nâng cao nhá. Ok, anh em nào mua đàn, tất cả anh em nếu mua đàn ở nhà cụ Đăng Trung sẽ được tặng 1 tháng học hết ạ. 1 tháng học online cơ bản và nâng cao. Ok chưa ạ? Anh em cần cứ chi tiết liên hệ mình trên số điện thoại luôn nhá. Đấy, những đàn nhỏ ví dụ như 403, những cây nhỏ hơn. Đấy, Roland EA7, BA600, được chưa ạ? Đấy, và thêm nữa là có 770 nữa sắp về, anh em nào cần liên hệ nhá. Anh em cần đàn gì, cần mua bán và trao đổi gì cứ liên hệ mình qua số điện thoại trên video. Và thứ hai nữa, anh em nó không cần ai mua bán guitar, ai mua guitar thì ủng hộ mình nhá. Đấy, phụ kiện linh kiện đầy đủ. Và quay lại cây 910 anh em xem. Đấy, rất hay các bạn ạ. Hôm nay mình đánh cái đá trên 910 mà cũng thấy nghiền, lâu lắm không được đụng, ít đụng ít đánh, nhưng mà đánh mình cũng cảm thấy cũng chẳng có gì là thua kém với mấy cái dòng mới cả. Đó, nói chung là nó kém Summer, là không có Summer thôi, chứ còn tất cả cái cây này mic miếc đầy đủ hết nhá các bạn, đầy đủ hết nhá. Đọc MP3 nhá, màn hình màu nhá, đọc MP3 MP3 nhá, nó tất cả đều đầy đủ hết, những cái dòng cao hơn như cái dòng cao nhá. Ok, anh em cứ cần chi tiết thì liên hệ mình số điện thoại trên video. Ok chưa? Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.